À, chào các bạn, mình là Nguyễn Công Trình và hiện tại mình đang học tại trường ICTU. À, hôm nay mình xin nói về cái bộ môn giải phẫu và sẽ nói về ruột non, ruột già, hệ tiêu hóa của con người. Chúng ta vào lần lượt nhé. Slide này của bác sĩ Hoàng Văn Sơn. Đây là những gì? Đầu tiên là như thế. Đây là thức ăn đúng không? Chúng ta ăn vào chúng ta sẽ tiêu hóa như thế nào? Vậy thì phân đoạn của ruột non và ruột già như thế nào? Mô tả được cái đặc điểm cấu tạo của ruột non, ruột già. Chúng ta trình bày được cái nguyên lý nhánh bên của động mạch. Vị trí là bên rốn. Có hình sờ môn để mình xét từ xem từ này nghĩa là gì nhá. À đồng ý không? Xét nữa. Từ này nghĩa là ruột non và từ còn lại chắc chắn là ruột già rồi. Ruột non thì vị trí nó là quanh rốn, ruột già là chiều cung ngược. Ruột non kích thước là 6 mét, ruột già kích thước là 1,5 mét. Ruột non là hồng nhạt, ruột già là xanh xám. Ruột non cấu tạo và chức năng của nó là khoảng cách nếp vòng ngắn, cấu tạo là khoảng cách nếp vòng ngắn, chức năng là hấp thu chất dinh dưỡng. Ruột già là cấu tạo là dải sáng đại tràng, nếp vòng rộng, chức năng là hấp thu nước, kali. Phôi thai hệ tiêu hóa. Chúng ta thấy ngoại bì nó ở bên ngoài, nội bì nó ở bên trong, bì tạng thì ở chính giữa, trung bì nó ở bên trong, khoang phúc mạc nữa. À, phôi thai hệ tiêu hóa ở trên nó là kê hoành thành bụng, mạc treo vị bụng, ở bên trong mạc treo vị lưng ở gần với mạc treo vị bụng và nó ở bên trong cơ, ở dưới kê hoành, ở đấy. Và nó không hề tiếp xúc với thành bụng. Các quá trình quay của ruột giữa. Các quá trình quay của ruột giữa. Đây nó chụp các lớp, ta thấy gan, dạ dày, động mạch, mạc treo, mạc nối lớn, manh tràng. Manh tràng đây, mạc nối lớn thì nó gần manh tràng. Chúng ta so sánh gì hai hình này? Chúng ta so sánh gì sự khác nhau giữa hai hình này? Các bạn đọc giáo trình, các bạn so sánh xem thử.
đây là hình phóng to của nó. Một đoạn ruột già chia làm nhiều phần: mang tràng, đại tràng lên, đại tràng ngang và đại tràng xuống. Đây là đại tràng sima, còn phía dưới là trực tràng và hậu môn. Chúng ta để ý vị trí của các đoạn ruột để phục vụ cho việc chẩn đoán bệnh, phục vụ cho việc xác định bệnh, phẫu thuật. Đây là một đoạn trực tràng được chia làm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 đoạn, bao gồm hậu môn nữa. Chúng ta nhìn hình, chúng ta sẽ so sánh với cái mũi của cái động mạch chủ bụng ngang ở mức D12N1, phân nhánh bao gồm động mạch tá tụy dưới, động mạch hổng, hồ tràng, tức là nó có từ 12 đến 15 nhánh, động mạch hồ tràng, động mạch tràng phải, động mạch gót phải, động mạch tràng giữa. Cuối cùng là động mạch chủ bụng. Động mạch chủ bụng gồm phân nhánh ra là động mạch lên, động mạch tràng trái, động mạch các động mạch của sima ở dưới này, động mạch trực tràng lên, trực tràng lên. Hình ảnh chung cho các động mạch ruột non và ruột già. Và chúng ta kết thúc cái phần tìm hiểu về ruột non, ruột già, hệ hô hấp, nhầm, hệ tiêu hóa tại đây. Chúng ta thử search cái từ này thử xem, cụm từ này xem. Đấy. Để các bạn dùng cụm từ này để chúng mặc treo màn trên, tràng trên. Để chúng ta mục đích mà mình chốt là để các bạn có thể đọc được tiếng Anh, từ tiếng Anh đó. Superior mesenteric. Superior mesenteric. Đấy, mặc treo tràng trên. Ok chưa? Đấy, chúng ta kết thúc tại đây nhé.